chuyên ghi phim tại Lưu Tư Hương Nam. Bữa nay con biết luôn, dễ thương quá. Dạ mọi người ơi, mọi người đã đến đây rồi thì mọi người cũng đừng quên là lúc nào cũng ủng hộ giùm cho mấy anh chị em trong Lưu Tư Hương Nam nha. Và chia sẻ giùm cho chúng em nha. Đó, để em ngồi đây em ăn cư. Dạ. Chị em cũng không yêu gì mà. Có. Ý là Linh Anh hỏi chị em mình có yêu thương nhau không? Em khát, cái thêm mới nói có, em khát nước quá à. Chị ba em ly nước đi. Dạ. Ôi chỉ là mơ thôi, giấc mơ không bao giờ có thiệt à. Dạ. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Dạ. Tối đêm nay, ấy cái clip này đâu có lên được tối đêm nay đâu phải không chị? Lên được luôn phải không? Tối đêm nay với chủ đề được mang tên Hương Nam Võ Đường, tất cả các thành viên Lô Tô Hương Nam phải mặc đồ võ thì sẽ được lên sân khấu biểu diễn, và đặc biệt cộng tác với lại tất cả mấy chị được mời đến đây để xiết những cái môn xiết đặc sắc và đẹp nhất để phục vụ cho mọi người. Thì mọi người ơi, mọi người đã biết tới Cát Thi cũng là người xiết đúng không? Nhưng thật sự Cát Thi hứa với mọi người, Cát Thi không bằng mấy chị đó đâu. Thật sự mọi người thấy Cát Thi xiết nguy hiểm không? Mấy chị còn xiết nặng, nguy hiểm hơn Cát Thi nữa. Cho nên Cát Thi muốn chia sẻ mọi người nhớ là ủng hộ giùm cho Lưu Tư Hương Nam và xem qua những chương trình đặc sắc của Lưu Tư Hương Nam. Thật sự là kênh YouTube giải trí Việt là luôn luôn ủng hộ cho Lưu Tư Hương Nam, cho nên chị Ngọc lúc nào cũng đi quay cho mấy chị em hết. Thật sự mọi người biết được nhiều Lưu Tư Hương Nam là cũng nhờ một phần của bên YouTube và giải trí Việt 24 giờ. Ha. Mong mọi người thương rồi thì mọi người làm gì, chia sẻ về trang cá nhân của mình để cho tất cả mọi người đều biết rộng rãi hơn về Lưu Tư Hương Nam. Và song song vào đó thì nhiều người biết rồi thì tự nhiên tụi em sẽ có cái trách nhiệm mạnh hơn. Là tụi em biết càng ngày nhiều người biết tới tụi em rồi thì tự nhiên tụi em phải có một cái trách nhiệm chỉnh chu hình ảnh, chỉnh chu sân khấu, chỉnh chu tất cả để phục vụ mọi người. Lỡ người ta biết cái nào mà tụi em không chỉnh chu, người ta trách tụi em tội nghiệp ha. Cho nên mọi người phải biết nhiều. Thì ai là người fan của Lưu Tư Hương Nam thì tiếp chi một cái like, chia sẻ để cho tất cả mọi người đều biết nhiều hơn. Rồi lúc đó mọi người sẽ mọi người là fan và mọi người sẽ coi được những cái sân khấu chỉnh chu nhất có thể luôn. Ok không? Quá đã. Thì ngày hôm nay là La Kim Phụng và đằng sau lưng của Cát Thi. Thì lâu rồi mọi người cũng chưa tâm sự với chị La Kim Phụng. Chị La Kim Phụng có những lời nào nói với lại tất cả các bạn bên fan Lưu Tư Hương Nam cũng là fan của giải trí Việt luôn đi. Lâu rồi còn năm mới lên hỏi thăm mọi người, cầu năm chúc cho mọi người nhiều sức khỏe nha. Có nhớ Hương Nam thì hãy vô đầm Sen Que chợ đêm ủng hộ cho Lô Tô Hương Nam nha mọi người. Những người fan của Lô Tô Hương Nam nhớ thương Hương Nam nha, thương cậu Năm nha mọi người. Đó, ngắn gọn thôi. Chứ cậu Năm đang trang điểm, không có làm phiền cậu Năm. Thì mọi người biết á, cái Lô Tô tuy là giải trí, tuy là gọi là Satan là giải trí, đúng là vui chơi có quà. Nhưng mà mọi người đừng có nghĩ là vui chơi có quà là xong nha. Những cái tiết mục đưa ra cũng giống như là sân khấu lớn vậy đó. Thực sự sân khấu lớn á, người ta tập 1-2 ngày. Thì tại Lưu Tư Hương Nam đã dự tính trước 1 tuần rồi. Muốn ra một cái chủ đề nào đó là dự tính trước 1 tuần hết, chứ không phải là bữa nay dự tính rồi ngày mai có đâu. Lưu Tư Hương Nam là như vậy á. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thí dụ bữa nay chủ nhật đúng không, là tối nay chị em tụ họp lại, ngồi lại ấy chị em ngồi tụ họp lại mới từ chị em tụ họp lại. Trời, cái câu này tôi nói 3 lần rồi đó. Tụ họp lại để làm gì? Để cho mọi người tụ họp lại ra một cái ý kiến thống nhất là từ thứ hai chủ đề gì và cho tới chủ nhật là chủ đề gì. Thật sự mọi người biết không, có nhiều người nói á sao hay hợp nhưng thật sự mọi người biết không, không hợp á thì mà nay nó diễn là cái sân khấu là mọi người sẽ coi không được đẹp vậy đâu. Phải hợp, phải làm lại, gọi ai sai thì phải sửa để đi rút kết ra cái hoàn hảo hơn. Thật sự từ ngày có những cái buổi họp á thì sân khấu mình chỉnh chu hơn, thấy không? Mọi người đang coi là hợp trong Lưu Tô Hương Nam là hợp từ xưa rồi, hồi lúc mà mới vừa mở Lưu Tô Hương Nam đã có hợp rồi.
tuy là lúc đó có vài thành viên thôi nhưng mà cũng tụ là họp, và cho tới bây giờ cũng không bỏ được cái truyền thống đó của Lưu Tô Hương Nam phải họp. Thật sự mọi người biết không, có nhiều người á, em nhiều khi em công nhận nè, ấy chết từ từ, nhiều khi em nè một buổi họp mệt lắm mọi người, em diễn xong em mệt mà họp nữa. Nhưng mà thật sự mọi người biết suy nghĩ lại đi, không họp thì làm gì mà rút kết ra những cái sai được, đúng không? Đâu bây giờ em hỏi chị Ngọc Mạnh, chị quay Mạnh, em quay Mạnh, người này người kia quay thì làm sao ra một cái video đẹp được, phải thống nhất nội dung. Chị Ngọc quay cái tay, em quay cái chân, người kia quay cái đầu, thì mỗi người coi được một mớ thì nó mới ra hình ảnh chỉnh chu là nguyên một cái cơ thể người. Còn cái việc mà bây giờ em hỏi chị Mạnh ai nói diện đứng lên sân khấu, Mạnh ai nói diện thì sẽ không ra được cái đẹp. Cái đó là cái ý của Su Su muốn hàng đêm mọi chị em tụ họp. Với lại mọi người biết họp á, ngồi lại á, chị em mình á nhiều cái cũng là đàng hoàng lắm nha, nhiều cái cũng khùng lắm mọi người, nó khùng nó điên vui lắm mọi người. Cái đó là cái mà các thầy cảm nhận được sau bao nhiêu năm làm với lại Lưu Tô Hương Nam, với lại hợp tác với lại trưởng đoàn Su Su đó. Cái đó là các thầy nói thiệt, cái này chia sẻ thiệt, chứ thật sự á nó nghe nè mọi người, mà vấn đề ở đây muốn chia sẻ mọi người, nhiều người hay vô nhìn ngó tụi em nào và nói tụi em không thành cái này không hay cái kia. Thật sự tụi em còn nhiều cái khuyết điểm lắm, nhưng mà cái khuyết điểm của tụi em muốn cho nó nguyên vẹn sang bằng cái khuyết điểm đó là nhờ ai? Nhờ khán giả. Khán giả là ai? Khán giả là những người thân thương nhất của Hương Nam, là thân thương nhất của các thi. Ai coi clip này đều là fan của Hương Nam, ai coi clip này đều là ân nhân của Hương Nam. Cho nên mọi người nhớ kỹ, tụi em luôn tôn trọng mọi người. Dù mọi người không cần đến đây mà mọi người chỉ xem qua màn hình thì em cũng tôn trọng luôn, vì mọi người quan tâm đến tụi em ha. Cho tụi em có trách nhiệm với mọi người, từ lời ăn tiếng nói, từ luôn hình ảnh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Em nha, hello tất cả khán giả thân yêu của kênh Giải Trí Việt 24 giờ. Có chứ, trời, hồi chiều là nguyên một đoàn mấy chị em là vô sớm tập cái một số thế võ để chiều nay tối nay mở màn cho mọi người, một cái màn mở màn thật là hoành tráng nha mọi người. Mọi người sẽ thấy tất cả những chị em sẽ múa, mọi người đi về cái gì đi dài đường hết. Em là lần đầu tiên tập võ luôn thật sự. Nói giờ những em chơi những cái môn mà nhẹ nhàng hơn chứ không có chơi thể thao. Lần đầu tiên tập võ làm sao vậy? Đã lắm chị. Nhưng mà nó hơi gượng gượng. Chứ nhỏ không phải cái cốt của mình á. Tiết mục đó nha mọi người ơi. Đó thì mọi người nhớ đến chơi với tụi em nha. Tụi em cũng diễn hàng ngày ở đây luôn á. Diễn là 18:30 hàng ngày tại sân khấu Đầm Sen Que. Thì mọi người ngày nào mà tối cứ mỗi buổi tối nếu mà không có gì chơi cứ đến chơi tụi em, nó chơi ô tô rất là vui. Ở đây chơi thì có đầy đủ tiết mục cho mọi người hết. Nó như là một cái đêm đại nhạc hội đó. Thì tụi em đầu tư rất là chỉnh chu về phần nghe cũng như phần nhìn dành cho tất cả mọi người. Rồi ngoài ra thì có ăn uống, ăn vặt này kia đầy đủ vui chơi cho mọi người hết. Đến đây thì ngoài xem ô tô thì có ăn uống nữa. Thì mọi người nhớ đến chơi tụi em nha. Đi đâu chơi cũng vậy thôi, tới Đầm Sen chơi đi, tụi em cảm ơn nhiều. Ơi. Linh Anh đang thác tông nợ. Dạ. Em đi đẻ. Anh đi đẻ là anh Trung á. Anh Trung là mọi người để ý đi. Anh Trung vắng mặt trước, sau đó mới tới Linh Anh, là tại vì thường á người vợ mà sắp đẻ á là chồng phải đi lo về lo hổ trước, cái lại lo bệnh viện đồ nơi đó, thì ảnh đi xong là tới Linh Anh. Đó lót hổ. Anh nói kỳ quá, mình đẻ như Phượng Hoàng đẻ. Cũng là chim nó cũng phải lót hổ, cho nên là đẻ xong xuôi rồi thì bây giờ em sinh xong rồi, ổng vô ổng đi làm ổng kiếm cơm trước. Thì tới em. Rồi em vô lại là xuất hiện lại hai vợ chồng mình đó. Bởi vì đúng rồi. Anh nghĩ sao với cái tình cảm của hai đứa mình rồi chung? Thì hai đứa em làm đám cưới chung. Thì
em thích ăn lén hơn. Cái gì ăn vụng nó cũng ngon á. Cái gì ăn vụng cũng ngon chứ. Em học được từ mẹ em dạy á mọi người. Mẹ em là chị bên này. Dạ. Bên này hả? Rồi đang gửi qua nha. Đang muốn học theo. Bên này đang muốn học theo à? Thiết nghĩ là bản năng có rồi cho nên khỏi học trò. Tại vì chưa có bộc phát đâu mọi người. Chưa có bộc phát thôi chứ bản năng có. Chơi chung mà dễ gì không có. Chơi chung thì dễ gì sẽ giống, cũng giống nhau chút xíu. Thì cái tính đó là dễ giống nhau nhất á. Chị quay đờ mi thôi, quay cái cổ, cái đầu thôi, quay cái đầu thôi, quay cái cổ thôi. Quay đờ mi thôi. Quay đờ mi thôi. Nè bà nói chuyện gì đi nè. Thực là hơn 30 người rồi mọi người. Nhưng là có một cái máy ủi đồ thôi. Nên là bây giờ lần lượt những anh chị bắt đầu ủi đồ lần lần để chuẩn bị lên chương trình tối đêm nay. Là đó, bây giờ là Nguyễn Trung đang ủi, mình đang ủi, mà mình không phải ủi này nữa. Mình phải ủi cho bạn diễn tối nay của mình đó là Mỹ Lệ Sơn Ca nha mọi người nha. Đó, bây giờ là đồ này rồi của mình, còn Mỹ Lệ Sơn Ca để trên kia rồi. Đó, thì là giờ phải ủi, ủi luôn, ủi double đó mọi người. Không, chính xác là phải ủi tới 4 bộ. Ai? Đâu có, phải cái kênh, lên cái kênh của chị khoảng chừng 6-7 ngàn người biết nữa thôi à. Có 100 mấy chục ngàn người. Ủi lại trời. Chị hại em quá chị Ngọc. Em nói chị biết rồi nha, đừng có ai cho chị Ngọc. Cái gì vậy? Mới à, mới hôm qua nay à. Thì nói hồi nãy chưa hả? Ừ, không mới quá, không hùng quá chưa. Thật sự là tụi em chưa có gì hết mọi người nha. Dạ chưa có gì hết. Giờ vấn đề nó còn là bí mật đi, ai biết được. Mai mốt có một cái show đám cưới đường quê, em lấy Mỹ Lệ sao mọi người? Mô Phật. Coi như con chưa nói gì. Dạ, nó. Thì là tối nay là chủ đề võ đường mọi người nha. Tối nay mọi người sẽ thấy những người đẹp của Hương Nam đánh võ. Đúng chất gọi là đánh võ. Rất là nhiều màn, rất là đặc sắc, đã được tập luyện rất là sớm. Và rất là nhiều mồ hôi và đúng nghĩa là máu luôn mọi người. Nè, cái này là xước một cái tay, một cái lỗ ở đây rất là bự mà mới vừa chảy máu xong rồi. Bây giờ nó đã hết máu rồi đó. Là chiều giờ là tập đánh võ xong rồi quơ tùm lum la rồi chúng rồi bắt đầu chảy máu. Đó mọi người. Nên là rất là mong mọi người đang xem kênh Giải Trí Việt 24 giờ mọi người sẽ cùng ủng hộ về kênh Hello Hương Nam cũng như ủng hộ cho kênh mọi người nha. Thì nó rất là mong mọi người bấm subscribe, bấm like, bấm share cho kênh để kênh được đến gần hơn với nhiều người nữa và được có nhiều cái tin hậu trường như thế này nữa để cho mà kênh có thể đưa tin thật là nhiều để cho mọi người có thể xem được hậu trường của kênh Hello Hương Nam vui như thế nào mọi người nha. Thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cái này hả chị? Mấy cái này là trang trí nội thất thôi. Đó, trang trí nội thất thôi nha mọi người, chứ không có gì đâu nhiều. Thế vậy chứ mấy cái này hả? Bán chợ trời đâu, 20-30 ngàn hả? Thì làm em tính hơi sớm á. Ờ đúng rồi, kiểu mày khùng quá, mày ơi. 2 khùng. 2. Vậy thôi, thấy vậy thôi chứ nó cũng mắc mọi người nha. Nó cũng đó, cái kiểu đó, 50-70 gì đó quên rồi. Nhưng mà thôi đừng có xin. Xin không có cho đâu. Vui vẻ. Không bán. Trời ơi, khó lắm mà phải muốn mua là mua đâu chợ. Muốn mua không phải là mua đâu, phải xách tiền ra chợ mà chịu rồi mới mua được. Đó. Phải lựa đồ nữa, lựa cái nào nó giống thiệt nhất mọi người hiểu không? Chứ không phải là gì hết. Để mà mình đeo vô người ta không biết là đồ giả cho mọi người, đồ da cho mọi người nha. Đó. Nên là cứ vui vẻ mà nhìn nha mọi người nha. Alo.